Trong tập tuần này, 7 nụ cười xuân sẽ chào đón sự trở lại của Jun Phạm. Ngay từ màn chào sân, cựu thành viên 365 đã gây ấn tượng khi công khai bóc phốt Thúy Ngân, Lâm Vĩ Dạ chơi dơ. Tuy nhiên, khi nam khách mời vừa xuất hiện tại chương trình, mọi sự chú ý bỗng đổ dồn vào Thúy Ngân. Trong khi mọi người đang giao lưu rộn ràng, nữ diễn viên lại tỏ ra khá ngượng ngùng, liên tục ôm mặt cười bẽn lẽn khi đứng cạnh Jun Phạm. Phản ứng này khiến các fan của cặp đôi Thúy Ngân, Jun Phạm được fan dậy sóng, lại tích cực đẩy thuyền. Từng gắn bó và đồng hành với nhau trong nhiều game show và phim ảnh, cặp đôi diễn viên Thúy Ngân và ca sĩ Jun Phạm trở thành đôi bạn thân thiết có tiếng trong showbiz Việt. Kể từ sau khi cùng tham gia Running Man Việt Nam, Jun Phạm Thúy Ngân đã trở thành một trong những cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất. Những khoảnh khắc vui vẻ, thân mật bên nhau của cả hai cũng khiến nhiều khán giả thích thú. Thậm chí, Thúy Ngân và Jun Phạm còn liên tục bị soi các bằng chứng hẹn hò như ở chung nhà, mặc đồ đôi. Có lần, Thúy Ngân từng khoe một hộp quà cùng bó hoa to kèm với dòng cáp sườn ngọt ngào, cảm ơn ấy. Đáng chú ý, nơi check-in là không gian có sàn nhà màu xanh, cửa sổ và nhiều thanh xà ngang màu trắng. Trùng hợp hay, trước đó Jun Phạm cũng khoe ảnh xuất hiện ở nơi này. Khán giả cho rằng Jun Phạm, Thúy Ngân là cặp đôi trai tài gái sắc, xứng đôi về cả ngoại hình lẫn tính cách. Từ trước tới nay, cả hai luôn hành xử rất tình cảm, nhẹ nhàng nên đều thu hút lượng fan hâm mộ đông đảo. Luôn bên cạnh và giúp đỡ nhau trong nghề, Thúy Ngân và Jun Phạm khiến nhiều người ngưỡng mộ với tình cảm của cả hai. Ngoài ra, với độ lầy và nhây, nữ diễn viên cây táo nở hoa cùng Jun Phạm cũng không hề kém cạnh ai. Với màn chụp hình bất ổn trên, các khán giả lại được dịp nhìn thấy rõ hơn tính cách này của cặp đôi.